buổi sáng thì nó hẹn như quần dài 12 buổi sáng. Còn ai mà nằm buổi chiều á, nó hẹn 12 giờ đêm. Hôm bữa con em Minh này nè, nó làm từ 12 giờ đêm đến 5 giờ sáng. Còn chị thì chị chưa. Hello. Hello baby. Hello. Thôi, nè. Đi giày dép. Lên hai à. Mẹ ơi, con mà làm hết cái này rồi con chừng là mẹ, con chừng mẹ chở, mẹ kêu ba con chở con đi đi thấy buồn. Ừ. Con ba ơi. Gì con? Mình lấy cái này được không? Dạ con. Vậy cũng không. Cô ba cho con luôn á. Làm gì học đi, bữa sau cô ba mua thêm. Baby. Bây giờ quay phim chụp hình nó, mai mốt nó chạy tùm lum tú lụa không có quay được hết à. À. Con đem bánh à. Con phải đi ba cháu, nó bụng nó hút à ào với con. Ví ghi rồi mai mốt gì ba cho thêm. Mua cho tên kia. Ừ. Đâu biết gì đâu. Mua cho bọn kia quyết là lên thì giỏi á. Chiều vẫn. Ừ. Không phải từ đó. Sai rồi, chiều vẫn mà. À đi. Đi nè. Bé bé cầu từ bên bên phải qua bụng đi bao vậy? Dưới nè lên xong rồi kem thì có chi chi vậy? Cái này nè, móc lên. Và thêm móc gì đây à? Đây. Móc lên nè. Móc lên nè, cái áp. Ừ, chữ A này, đây chữ A nè. Chữ A, chữ A. Rồi đây chữ ớ. Chị vẫn đang hay viết chữ ớ. Chữ bò, chữ cò, chữ giờ, chữ cò, chữ e, chữ a, chữ r, chữ h. Con nào viết chữ giờ cho xong hay con? Viết đi con. Viết cho giỏi hay lên lớp 1 rồi thì Vân Nam ơi. Con lên lớp 1 rồi, còn chị vẫn chưa có lên lớp 1 đâu. Tại sao rồi? Tại chị vẫn còn nhỏ bé lắm. Con nhỏ bé lắm. Chưa có lên lớp 1 đâu. Chị vẫn là đen mầm hả? Ừ. Con là mầm, con là lá hả? Ừ. Nhỏ bé lắm, mà chí thân gì đâu nào lắm. Ờ đúng rồi. Rồi con đi. Tóc nâng nè. Điện. Ờ nhanh đi nhanh đi. Đó Nam giỏi chưa? Nam biết chữ giờ nè, giỏi chưa? Có tiền là giỏi luôn. Còn ba hàng con cố gắng được hết. Ừ đúng rồi, giỏi á. Con cố gắng làm cho hết không bả bước. Ừ. Con